Thế chẳng cũng đẹp mồm hoài hoa. Quả này cũng không có nắng rồi. Núi Cô Tô. Quả này cũng là bãi. Có mấy chùa. Chùa trong phẩm Nguyễn Lanh. Đâu? Chùa trong phẩm Nguyễn Lanh đâu? Bị ấm. Ở chùa bị ấm chỗ trắng trắng. Kiểu nhà này là nhà ở mới cái vùng ngập lũ mà. Mà bây giờ từ đây trở lên là hơi khó có lũ. Mấy chỗ này cũng dân cư thưa thớt. Cái này là cái đường đê bao của kinh 13. Kinh 13 mà con kinh này còn có tên là nó chạy xuống khúc dưới Cô Tô dưới là nó thành kinh Sóc Chiết. Này nó chạy ra tới Mà Hòn luôn. Bên này là núi Cấm. Cũng bay luôn. Không có nắng. Mỗi núi nhỏ nhỏ mình kêu lắm. Núi chỗ này là núi dài. Còn mình cái đồng tàu phải. Cái chùa tàu phải nó nằm ở đây. Này đi sẽ không được cảnh này nữa. Không có cái gì hết. Ngoài cảnh dịch động đỡ. Đây có loại dịch động. Cái đồng ở đây thì đã cắt lúa xong á. Cho nên nó có dịch động vô. Quay ấy, chủ yếu là mình lấy cái phong cảnh. Mình tính lấy cái gốc núi chỗ này nè. Thì ấy mới cần dịch. Này là dịch chạy động đó bà con. Có nắng lên được một chút rồi.
chủ yếu là cái phong, phong cái núi. Này là cái giống của người chăn vịt nè. Chỗ này người ta bắt đầu người ta xả lúa nè, lúa nó mọc xanh xanh rồi. Hai con vịt mà nó thấy cái đầu vậy là nó muốn giao phối rồi đó. Nhúng nhúng cái đầu vậy. Đây con vịt đực nè, vịt khổ xanh. Người ta nuôi vịt chạy đồng, người ta nuôi vịt này không à. Cái này là vịt ngoái không rồi nè. Đó, con đầu đen đen đó là vịt trống á. Thì tới lúc này là đi ra ngoài đồng là hay thấy vịt bậy bậy nhỉ. Vịt chạy đồng nó đã là mấy ngàn con. Cắt lúa xong là ta thả cho nó ăn ngoài đồng. Tới tối cái người ta lùa nó về chuồng. Nó về chuồng cái là gần sáng cái nó đẻ. Đẻ cái người ta luộc trứng. Đó 3-4 giờ sáng vậy đó, người ta ra luộc trứng.
có một người nhỏ lọn một đám nó đỡ tốn hơn thức ăn công nghiệp cho nó đỡ tốn hơn nhiều lắm, chỉ tốn hơn nếu mà nó lọn có một người nhỏ chỉ tốn có khoảng 30% hơn thức ăn công nghiệp cho nó thì lời được 70%. Mà hiện ở đây thì còn bây giờ thí dụ người ta cắt lúa nhiễm xong á, mình muốn thả dịch rồi mình phải mua đồng, mua đồng là một công đất khoảng từ 15 tới 20 ngàn một công đất để mình thả dịch á. Hồi xưa thì thẳng người ta cắt xong rồi mình thẳng thoải mái chứ bây giờ phải mua đồng ra mới cho thẳng. Nhiều cũng đường bờ đê á, bây giờ người ta đổ bê tông hết rồi, chạy cũng êm á.